Ôi 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 ôi, nè. Có chuyện gì nữa đi? Mày muốn kiếm chuyện tao đúng không? Cậu nói gì vậy? Chứ tại sao tao vừa quyết định đi làm thì mày cũng xin việc ở đây? Mày không cố tình chứ lại gì? Tôi cũng rất bất ngờ khi cậu chịu đi làm. Lúc nào tôi cũng mong cuộc sống của cậu tốt hơn. Vậy thì lý do gì mà tôi lại gây khó dễ cho cậu? Ở công ty này, người quen của tao là bà Phương đó, là chủ tịch luôn đó. Chức vụ tao cao hơn mày. Sau này mày có làm cái gì á, tao sẽ giám sát mày á. Tôi đã chấp nhận vào công ty làm là chấp nhận báo cáo với lại cấp trên, nên chuyện cậu giám sát hay không cũng không thành vấn đề. Mày cứ chờ đó mà coi. Sau này mày làm việc gì cũng phải cẩn thận, chỉnh chu. Nếu không tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Nếu như tôi làm sai trong công việc thì cậu có gì nhắc nhở, nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể hòa thuận, bỏ đi những chuyện hận thù trước đây, tránh ảnh hưởng tới công ty. Mày đừng có lo, tao công tư phân minh lắm. Được gì thì tốt. Ê, mày tránh xa Yến ra. Mày không xứng đáng với Yến đâu. Mày biết ba Yến là công an không? Và Yến xứng đáng với người chồng tốt hơn, là con của kẻ tội phạm. Tôi vốn dĩ không có ý gì với Yến. Chúng tôi chỉ là bạn bè tốt, mãi mãi là như vậy. Nếu cậu thích thì cứ việc đến với Yến tự nhiên. Chắc không? Tôi cũng đang để ý người con gái khác rồi, cho nên tôi rất hiểu tâm lý của cậu. Chỉ cần nhìn qua thái độ của cậu là tôi có thể biết được tình cảm của cậu dành cho Yến như thế nào mà. Đúng rồi, tao thích Yến đó. Biết điều á thì tránh xa, thiệt xa Yến ra. Đó mà tỏ tình với cà rít của mày đi. Chuyện của tôi tự biết lo liệu. Cậu đã hiểu được rồi thì từ nay không cần đề phòng tôi đâu. Nè, người mày cà rít gì đó có phải là Quỳnh không? Làm gì có. Nè, cậu đừng có suy diễn lung tung nữa. Có việc thích người khác cũng không dám thừa nhận nữa thì làm sao xứng đáng làm đàn ông? Có ngày mất đi á, rồi ở đó mà hối tiếc. Nhớ những gì tao nói. Cô Nhung mới gọi cho tôi mời tôi qua ăn tiệc mừng của ông đó. Cô có nói với ông chưa? Ừ, tôi có nghe mẹ nói. Nhờ có ông quyết định sáng suốt cho nên tôi mới được ăn món ngon của cô Nhung nấu. Cảm ơn ông nha. Đâu có gì đâu. Một lần nữa chúc mừng Nam. Quỳnh, tối nay cô có rảnh không? Tới nhà của tôi ăn tiệc. Đúng rồi đó. Nhờ có em mà Nam mới chịu vô công ty làm, cho nên bữa tiệc này phải có em mới vui, đúng không Nam? Đi làm thôi mà ăn mừng dữ vậy sao? Nè, ông nữa hả? Tính gây chuyện hả? Tôi có làm gì đâu. Kệ đi Nam, mình đi. Khoan. Cậu muốn gì nữa đây? Muốn gì là quyền của tao. Làm gì vậy? Đáng. Kiểm tra coi mày có lấy đồ công ty về không. Nè, ông quá đáng lắm rồi đó. Quá đáng là quá đáng làm sao? Tôi cũng đang làm đúng nhiệm vụ của mình thôi. Chuyện gì vậy? Không biết giám luôn. Sát nhân viên công ty coi cậu chắc ta có đem đồ vậy công ty về hay không. Con của tội phạm cướp của giết người á thì làm sao mà tin tưởng được, đúng không mọi người? Con của tội phạm cướp của giết người mà làm sao tin tưởng trong công ty? Ông tính làm nhục Nam đúng không? Đồ hèn. Nè, nói ai hèn? Chỉ có mấy người hèn mới làm ra những trò bỉ ổi như vậy. Tôi nhắc thêm một lần cho ông nhớ, Nam á là một người tài năng, đàng hoàng. Chính tổng giám đốc mời Nam vô công ty làm. Dù sao Nam cũng đang làm việc rất tốt. Tôi thừa nhận năng lực của anh Nam ở đây. Còn chuyện cá nhân không nên nói như vậy nếu cậu là người quân tử. Con của tội phạm á thì tôi nói là con của tội phạm. Sao? Thích nó hả? Cô bao che nó hả? Tôi chỉ muốn tất cả mọi người trong công ty này biết mọi người đang bị nó lừa rồi. Ê, không ngờ vậy luôn á. Nè, đang nói gì đó? Đi về đi. Nè, Yến u mê đến mức độ vậy hả? Nó đang gạt mọi người đó. Được rồi Yến, tôi quen chuyện này rồi, đừng cãi nhau nữa. Nam cứ nhịn vậy hoài thì ổng ngày càng làm tới đó. Thôi đi mà. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Dạ. Dạ, tổng giám đốc. Dạ, tại vì Đăng á đòi lục túi Nam rồi còn nói này nói kia cho nên là em mới cự cãi lại. Tôi chỉ sợ cậu ta lấy cấp độ của công ty đem về nhà của mình thôi. Cậu là người mới sao? Dạ. Cậu làm ở bộ phận nào? Tôi làm phòng nhân sự.
Nhiệm vụ của tôi là giám sát nhân viên. Ai thì tôi không biết, nhưng mà riêng Duy Nam thì tôi khẳng định là sẽ không bao giờ có chuyện ăn cắp đâu. Với lại cậu không có cái quyền tra xét người khác như vậy. Cần thì trích xuất camera, cậu tự ý tra xét như vậy là phạm tội đó. Ai là người đã tuyển cậu vào? Dạ chủ tịch. Bây giờ cậu về đi. Lần sau cậu mà tái phạm chuyện này nữa, tôi chính thức sa thải cậu đó. Mỗi nhục này ta sẽ không bao giờ bỏ qua đâu. Tôi xin phép. Từ nay trở đi, nếu có ai làm khó cậu cứ báo với tôi. Dạ, tôi cảm ơn sếp. Nam ơi, đừng có buồn nha. Đừng có để ý tới lời nói của Đăng. Không sao đâu. Thôi, hai người dẹn tiệc vui vẻ đi. Tối nay tôi có việc rồi, không đi được. Cảm ơn lời mời của hai người nha. Ủa, sao vậy Quỳnh? Thôi, mình về thôi Nam. Cô Nhung đang chờ đó. Cô không nghĩ một cô tiểu thư nhà giàu như con mà biết nấu ăn đó. Dạ, tại con hay phụ cô giúp việc nấu ăn để phát đồ cho những người cơ nhỡ. Cho nên con biết là một chút mà, cô đừng cười con nha. Như vậy là giỏi lắm rồi. Mai mốt con có đi nữa, nhớ rủ cô nha. Cô cũng muốn giúp một tay. Thiệt hả cô? Chắc chắn là con sẽ gọi cô. Con còn tưởng cô cho là con làm chuyện bao đồng nữa. Không phải ai cũng có lòng thương người giống như con đâu. Cô, anh Nam, anh thích ăn món gì vậy cô? Nè, món gỏi này nè. Con cũng thích ăn món này nữa. Vậy hả? Thưa cô Nhung, con mới qua. Thưa mẹ, con mới về. Con Hạnh. Ủa Hạnh, em tới lâu chưa? Mà sao em lại có mặt ở đây vậy? Thì em qua đây nấu ăn để chúc mừng anh Nam nhân ngày đầu tiên đi làm nè. Bữa tiệc hôm nay là do Hạnh nấu đó con. Cảm ơn em. Anh đừng khách sáo với em như vậy. Cô Nhung, còn làm gì nữa không? Con phụ cho. Xong hết rồi, bây giờ mình ăn thôi con. Con ăn thử đi, coi Hạnh nấu có ngon không. Không tin được là những món này là Hạnh nấu luôn á. Bởi vì chị nghĩ á, một người cành vàng lá ngọc như em thì chắc chắn là có giúp việc nấu đúng không? Con ăn thử đi, đảm bảo sẽ bất ngờ. Dạ. Xin mời. Sao con, thấy làm sao? Cũng ngon thiệt. Chắc là nhờ sự chỉ dẫn tận tình của cô Nhung đúng không? Bởi vì cô Nhung là người nấu ăn tuyệt vời nhất. Tôi cũng hay thường xuyên qua đây học cô nấu mà. Tôi nấu ăn cũng đâu có tệ, đúng không Nam? Đúng rồi, Yến nấu ăn cũng ngon lắm đó. Chị Yến cũng có tình cảm với anh Nam sao? Em nấu ăn ngon vậy là cũng nhờ cô Nhung chỉ dẫn. Sau này em còn nhiều dịp để học hỏi cô nữa mà. Cái gì? Qua đây nhiều lần hả? Ý chị là em sẽ qua nhờ cô Nhung chỉ nấu ăn nữa hả? Đúng rồi, thì em với cô bạn với nhau rồi. Sau này cô sẽ chỉ em nấu để đi từ thiện, nên con phải gặp cô nhiều hơn rồi đúng không cô? Thôi thôi, đứa nào muốn học thì cô chỉ hết. Quỳnh vẫn luôn tìm cách né tránh mình. Làm sao mới có thể khiến cô phải thừa nhận tình cảm của dành cho mình đây? Thôi nè, đồ ăn nguội hết rồi, ăn đi mấy đứa. Con mời cô. Ăn đi con. Con mời cô. Ăn đi, ăn đi. Cảm ơn mọi người vì buổi tiệc hôm nay. Nè Nam, ăn đi Nam. Ừ.
Dạ thưa ba, con mới về. Con đi đâu mà về trễ vậy? Dạ con bên nhà cô Nhung mới về. Hôm nay ăn uống vui lắm. Hôm nay á, tụi con ăn mừng ngày đầu Nam vô công ty làm việc đó ba. Thằng Nam đồng ý vô công ty làm sao? Ba bất ngờ lắm đúng không? Còn cái bất ngờ hơn nữa nè. Hôm nay không những Nam lần đầu tiên vô công ty làm việc mà Đăng cũng vô công ty làm việc luôn á ba. Sao hai đứa này đột ngột quyết định như vậy? Nó đâu phải tính cách của tụi nó đâu. Nhưng mà cái con thấy bất ngờ và khó chịu nhất của ngày hôm nay, ba có biết chuyện gì không? Con gái rượu của tổng giám đốc dám tới nhà Nam nấu ăn cho Nam ăn, và còn lấy lòng cô Nhung nữa. Ủa, cô ta là cành vàng lá ngọc sắm kiếm mấy chàng hoàng tử nào đó mà xứng đôi dừa lưới với mình, sao cứ phải tia Nam hoài vậy? Nè, đến nước này có phải con có tình ý với Nam rồi đúng không? Con làm gì có. Không có hả? Không có sao nhìn bộ dạng con, gương mặt con thấy khó chịu chuyện cô gái con tổng giám đốc vậy? Tại con thích con nhỏ Hạnh thôi. Người ta làm gì mà con không thích? Nó hả? Con buồn ngủ rồi. Thôi con ngủ trước nha. Bye, ba ngủ ngon. Không ngờ thằng Đăng và Nam lại vào làm cùng công ty do bà Phương làm chủ. Chỉ là ngẫu nhiên thôi sao? Bên phía thằng Đạt thì muốn kiểm chứng hình xăm của Định Hòa. Tất cả mọi việc hình như có mối liên quan nào đó. Mà đó là gì? Tại sao mình không nghĩ ra được chứ? Ba của Nam có liên quan gì tới mình? Tại sao ký ức đó cứ hiện lên trong đầu của mình hoài vậy? Mày chỉ giả bộ mất trí để trốn truy nã đúng không? Ủa? Mày không nhận ra tao thiệt hả Lùng? Tao Hùng Cường nè. Giỡn với tao mấy ngày nay đủ rồi đó. Cậu nói cái gì lạ vậy cậu Bách? Mày đừng có giả bộ nữa. Phi Long. Phi Long? Phi Long là ai? Cậu nhầm người rồi đó. Tôi là Định Hòa, là anh rể của Thạnh. Thôi, mày đừng có giả bộ hoài. Mày yên tâm đi, tao sẽ không khai mày ra đâu Long. Tao chỉ phục mày. Mày trốn được 20 năm nay, sống trong giàu sang sung sướng. Tôi nói lại một lần nữa, tôi là Định Hoa. Cậu mà còn nói lung tung nữa, tôi sẽ nói với Thạnh đó. Anh bớt giận, em xin lỗi. Tại em thấy anh rất giống người bạn cũ của em, cho nên em nhìn nhầm thôi. Nếu em có nói gì lỡ lời, anh bỏ qua nha. Tôi thực sự không hiểu tại sao cậu lại nói với tôi những điều này. Cậu còn nói cậu là Hùng Cường, còn Phi Long nữa. Phi Long, Hùng Cường, họ là những ai? Thiệt ra em có người quen bị mất tích mấy chục năm nay. Người đó trạc tuổi anh, nên em chỉ muốn thử xem anh có phải là người đó hay không thôi. Bộ tôi giống lắm sao? Cũng gần giống. Nếu sự thật là như vậy thì tôi mong là cậu sẽ sớm tìm được người bạn đó. Cảm ơn anh. Sao khuya rồi anh chưa ngủ nữa? Anh hay thức khuya như vậy lắm à? Tôi chưa ngủ được vì có quá nhiều chuyện để suy nghĩ. Còn cậu, nhà hàng mở tới đâu rồi? Cũng tạm tạm, xong bước đầu rồi anh. Ngày khai trương vợ chồng tôi chắc chắn ghé ủng hộ. Cảm ơn anh chị. Chuyện em hỏi anh đừng có nói cho ai biết nha. Cậu vừa mới nói gì? Không có gì. Em chỉ muốn chúc anh ngủ ngon thôi. Anh ngủ ngon. Chào chị.
Sao giờ này anh còn ngồi đây? Không phải là sáng mai mình có cuộc họp quan trọng sao? Tại sao lại như vậy? Anh. Hả? Có nghe em nói gì không? Phương nè, trước đây anh có từng quen một người đàn ông nào tên là Phi Long không? Phi Long? Sao anh lại hỏi vậy? Anh cũng chỉ hỏi đại thôi à. Hỏi đại thật sao? Bộ em không tin anh sao? Không phải, chỉ là em hơi bất ngờ vì tự nhiên anh hỏi như vậy. Vì cái tên này rất lạ, lần đầu tiên em mới nghe. Thôi, tranh thủ đi ngủ đi, mai vô công ty còn nhiều việc lắm đó. Rồi, đi ngủ. Tại sao giờ nói chuyện với Bách xong thì anh lại hỏi cái tên này? Chuyện này có liên quan gì đến hắn không? Hay còn những người quen cũ nào khác muốn tìm tung tích của Phi Long? Anh lại tới đây nữa hả? Anh xin lỗi em chuyện hôm trước. Lúc đó anh hơi mất bình tĩnh, cho nên lớn tiếng với em. Em không để tâm tới chuyện đó đâu. Anh đã suy nghĩ thông suốt rồi. Những lời nói của em hôm trước hoàn toàn là hợp lý. Nếu như mà bây giờ em nhận ba, có khi lại bứt dây động rừng. Với lại, chỉ dựa vào hình xăm trên vai của Định Hòa, cũng chưa thể nào khẳng định nó có phải là Phi Long hay không. Hơn nữa, cái chuyện mất trí nhớ của ông ta không biết có thật hay không nữa. Và những vấn đề xảy ra trong 20 năm vừa rồi, nó cũng không có thỏa đáng. Anh nghĩ là phải điều tra cho kỹ trước khi em nhận lại ba. Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Bây giờ muốn làm gì? Em đang cầm gì vậy? Đưa cho anh. Đây là viên thuốc mà Đình Hòa uống mỗi khi đau đầu. Ở trên nhãn thuốc thì ghi là thuốc an thần, nhưng mà em nghĩ là không đơn giản vậy. Em cứ yên tâm giao việc này cho anh. Anh sẽ kiểm tra xem đây là loại thuốc gì, sau đó sẽ trả lời cho em biết. Anh lúc nào cũng giúp đỡ em nhiệt tình hết. Không biết lấy gì để cảm ơn anh. Tất cả những chuyện anh làm cho em, em đừng nghĩ là tình cảm cá nhân của anh, mà còn có lý do khác. Là... anh muốn trả ơn. Trả ơn? Anh còn nhớ chuyện cũ hả? Không bao giờ anh quên được những chuyện mà em đã làm cho anh. Chờ ba con, đi cùng dạy chú ba. Nghe chú ba nói nè, bây giờ con đi theo chú ba, rồi sau đó ba con sẽ đi tìm con nghe, nha. Không, con muốn đi theo ba à. Con ngoan, nghe lời chú đi. Con không ngoan thì ba sẽ không đi tìm con đâu. Nhớ nghe không? Dạ. Con ăn bánh tiếp đi, rồi mình đi. Dạ. Cái tiền chú Quán ơi. Rồi, tới liền. Rồi, của em 50, cho em gửi. Thôi, cảm ơn ha. Ăn bánh đi. Dạ. Nè, ra dọn chén dĩa kìa. Dạ con. Nhanh lên. Chú bà. Dạ. Ê, thằng kia. Ai cho mày ăn vậy? Tại sáng giờ con đói quá. Đến giờ mới được ăn. Dạ. Dọn dẹp cho tao. Bé Ngọc, con... Anh ơi, em có cái bánh nè, ăn đi anh. Không cho ăn. Anh kia, anh làm gì vậy? Sao đối xử với con nít như vậy? Anh biết cái gì? Ba má nó thiếu nợ tôi rồi bỏ trốn. Tôi bắt nó làm để trừ nợ. Nó làm biến nên tôi không cho ăn. Anh mà cho nó ăn thì nó không làm cho tôi nữa. Mày á,
đúng là cha nào con đó. Mày ly lộm. Ông không có được nói xấu ba tôi. Cãi tao hả? Cãi nè. Thôi đủ rồi. Ba má nó thiếu nợ anh. Cho dù bây giờ anh có đánh chết nó, ba má nó cũng không trả đâu. Chuyện của tôi không liên quan tới anh. Mày vô đây tao biểu mày chết tao. Anh ơi. Nè. Vô đây. Nó. Con làm gì vậy? Cứu ảnh đi cháu. Chú ơi đi mà cháu. Chú ơi cháu. Đi. Con chưa ăn gì hết á, chắc là đói rồi đúng không? Chú ba gọi gì đó cho con ăn nha. Nè, giận chú ba vì không cứu cậu bé đó hả? Nhưng mà con sợ anh ấy bị đánh chết. Chú phải cứu anh ấy đi cháu. Hồi nãy con không thấy ông chủ quán đó dữ dằn hả? Con không sợ ông đánh con à? Nhưng mà con không muốn anh ấy chết. Chú ba ơi chú ba, cứu ảnh đi chú ba. Hoàn cảnh của chú cháu mình còn lo chưa xong, giờ con muốn cứu ai? Nè, thôi được rồi. Chú ba sẽ đi cứu cậu bé đó. Nhưng mà con á, phải ngoan ngoãn nghe lời chú ba. Dạ. Ngồi đây nghe, không được đi đâu đó. Dạ. À, sao vậy chú? Đi theo chú. Nhưng mà... Gì? Anh không sao. Nè nhóc, con bị đánh như vậy sao không bỏ trốn đi? Dạ con đi không được. Sao vậy? Sao không bỏ trốn được? Ba mẹ con đâu? Dạ ba mẹ của con bị thiếu nợ nên đã bỏ trốn. Dạ bị tai nạn chết lâu rồi. Tội anh quá. Chắc là anh nhớ ba mẹ anh lắm. Nếu như vậy con càng phải bỏ trốn chứ. Để cho người ta đánh đập con vậy sao? Dạ ông ấy đang giữ kỷ luật của ba mẹ con. Ông bắt con làm việc để trừ nợ. Con tính rồi, khi nào con lấy lại được con sẽ bỏ trốn. Thôi được rồi, con ngồi đây chờ chú đi. Dạ. Anh qua đây ngồi đi anh. Ừ. Chủ quán đâu? Chủ quán. Lại là ông nữa hả? Ông muốn cái gì đây? Trả cái kỷ vật của mẹ thằng bé cho tôi. Mày là cái thá gì tao phải nghe lời mày? Giờ sao? Mày có tin là tao đốt quán của mày không? Có được không? Được. Được. Ý nhiên. Đây. Mày liêu hồn vậy mày? Chú. Nè, con coi đi. Có phải kỷ vật của ba mẹ con không? Dạ. Dạ đúng của ba mẹ con rồi. Con cảm ơn chú nhiều. Bây giờ đã có kỷ vật rồi, con nên đi trốn đi, đừng ở đây nữa nha. Ngọc à, đi con. Dạ. Chú ơi, chú cho con theo với chú. Nè nhóc, thân chú còn lo chưa xong, làm sao dẫn con theo được chứ? Nhưng mà bây giờ con không biết đi đâu hết. Con không còn ai là người thân nữa. Chú ơi cho con đi theo đi chú. Chú ơi cho ảnh đi theo đi chú. Để ảnh lại, con sợ ảnh gặp người xấu lắm. Đi mà chú. Chú ơi, đi chú. Mà chú. Thôi được rồi, đi theo chú á là phải nghe lời chú đó. Dạ con biết rồi chú. Cũng may là năm đó có em nó giúp anh một tiếng, anh mới được đi theo ba. Nếu không bây giờ anh cũng không biết mình sẽ ra sao. Có khi đã chết đói không chừng. Em cũng không biết năm đó mình làm vậy là đúng hay sai nữa. Sao em lại nói vậy? Nếu mà năm đó em không giúp anh thì anh sẽ không đi vào con đường xấu như bây giờ. Không,
anh không hối hận về những việc mình đã làm. Anh đã quyết định con đường của anh, những gì mà anh muốn làm thì anh phải làm cho bằng được. Dù bằng bất cứ giá nào, anh sẽ làm tất cả vì em và ba. Người mày cà rít gì đó, có phải là Quỳnh không? Làm gì có. Nè, đừng có suy diễn lung tung nha. Có việc thích người khác cũng không dám thừa nhận nữa thì làm sao xứng đáng làm đàn ông? Có ngày mất đi á, rồi ở đó mà hối tiếc. Mình không thể không nhớ tới Quỳnh. Ngày mai có buổi thuyết trình quan trọng, Nam nghỉ ngơi sớm để lấy sức, mai làm cho thật tốt. Buổi thuyết trình ngày mai em chuẩn bị tới đâu rồi? Tôi đã chuẩn bị kỹ rồi. Anh cứ yên tâm trình bày đúng theo những gì anh đã thiết kế là được. Anh không có gì phải lo hết. Ngày mai thuyết trình xong tôi mời cô đi ăn cơm được không? Dù sao cũng nhờ cô mà tôi mới vô được công ty làm. Tôi chỉ muốn cảm ơn cô thôi. Không cần cảm ơn tôi đâu. Anh đi làm được ở công ty á là do năng lực của anh mà. Tôi đâu có giúp gì đâu. Cô giúp được cho tôi nhiều lắm. Từ đầu cũng đã nhờ cô phát hiện ra tôi. Nếu vậy thì anh rủ cả chị Yến đi. Vì tính ra nhờ chị Yến giới thiệu mà tôi mới biết anh đó. Tôi chỉ muốn là tôi với cô đi ăn vui vẻ với nhau thôi. Với lại hồi chiều á, Yến cũng đã tới nhà ăn với mẹ tôi rồi. Tôi không thể đi riêng với anh được. Sao vậy? Chị Yến thích anh. Tôi với anh đi như vậy á, chị ấy nhìn thấy sẽ hiểu lầm. Mất công chị khó chịu với tôi nữa. Tôi biết là Yến thích tôi, nhưng mà tôi đã thích người khác rồi. Thôi tôi bận rồi. Mai anh cứ thuyết trình như vậy là tốt đó. Vậy nha, bye bye. Người trong lòng của anh chính là em đó Quỳnh. Dạ, tổng giám đốc có màu phối của bản vẽ cùng với lối thiết kế kiểu kiến trúc xưa. Tôi tin là một người thích thiên nhiên, thích sự cổ kính như tổng giám đốc Bình Minh chắc chắn sẽ ưng ý bản vẽ này. Dạ, đây là bản vẽ rất ấn tượng và sáng tạo à. Ừ, tôi cũng thấy vậy. Hy vọng là sẽ đúng như lời cậu nói. Tôi cũng hy vọng là Bình Minh sẽ hài lòng. Nếu như vậy á thì chắc chắn chúng ta sẽ lấy được hợp đồng lần này. Hai người cũng đã cố gắng nhiều rồi, thôi về nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt tay vào dự án mới. Trời ơi. Dạ, dạ, xin chào chủ tịch. Hai người ngồi xuống tự nhiên ba đi. Ba họp chưa xong nữa hả? Không thấy ba đang họp sao mà còn hỏi. Có chuyện gì tới tận đây mà tìm ba như vậy? Anh, hôm nay anh quên là nhà mình đi dự khai trương nhà hàng của dì Thảnh hả? À, đúng rồi, anh quên mất nữa. Ba, ba quên hoài. Có khi nào ba quên luôn đứa con gái này không? Con thì làm sao ba quên được. Con cái cưng của ba mà. Con cái cưng sao? Mình đi đi ba. Chứ không thôi để trễ á. Anh Nam, đi chung luôn đi. Hả? Bữa trước dì Thạnh cũng mệnh qua khai trương mà. Hồi sáng anh có ghé chúc mừng dễ rồi. Thôi em đi đi. Ủa sao sáng anh đi mà không rủ em? Em mà biết trước á là em đi với anh rồi, chứ em đâu đi với ba mẹ em đâu. Trời đất ơi, nói gì mà cũng nói được nữa. Bây giờ con đi với ba mẹ cũng được nè. Vậy con đi với ba mẹ cũng được.
đi xong ba vẫn còn đi mua đồ nha. Con muốn mua cái gì? Con rất là cần số lượng búp bê lớn cho đợt từ thiện sắp tới. Ba giúp con nha. Tưởng gì, chuyện đó thì ba đồng ý. Ba là số một á. Còn mẹ nãy giờ ngồi đây, con quên mất tiêu luôn rồi ha. À, mẹ cũng là số một luôn. Coi đó, suốt ngày nó chỉ biết làm nũng với ba nó thôi à. Rồi chỉ lo hoạt động từ thiện xã hội gì đó mà không lo học hành gì hết trơn. Con phải lo chí thú kinh doanh để sau này còn nối nghiệp ba mẹ nữa chứ. Thôi, con đâu thích kinh doanh đâu, nhức đầu lắm. Vậy chứ con thích cái gì? Con thích làm vợ, thích làm nội trợ, rồi giặt giũ nấu ăn. Muốn an phận ở nhà chăm sóc chồng của trời. Con chỉ cần con kiếm được tấm chồng như ý là con không lo gì hết. Trời đất, con nói vậy á mà không sợ anh Nam với chị Quỳnh cười cho hả? Mà sao con không có chút nào giống mẹ vậy hả Hạnh? Phụ nữ thời nay cần phải mạnh mẽ, phải có sự nghiệp riêng của mình chứ. Mà anh thấy con bé Hạnh nó lựa chọn như vậy cũng đúng mà em. Chỉ cần á lựa chọn được một tấm chồng tốt để dựa vào, còn vợ á là ở nhà dung dáng gia đình là được rồi. Hai người thấy không, ảnh á lúc nào cũng cưng chiều con nhỏ. Anh chiều riết á rồi nó hư cho coi. Con gái rượu của anh không cưng á thì cưng ngay bây giờ. Ba đúng là nhất mà. Coi đó, lâu lắm rồi con không được ôm ba như vậy. Ba không nhớ chút gì về con sao ba? Dạ tôi xin phép ạ. Dạ vậy xin phép tôi cũng đi trước. Dạ. Đi đi ba. Rồi được rồi. Con, cái gì vậy con? Thầy lén không cho tôi chơi búp bê chung đó ba. Trời, bộ con thích búp bê lắm hả? Dạ, bạn lấy cái búp bê đẹp lắm mà không cho con chơi. Làm ba hết hồn, tưởng đâu có chuyện gì. Chào ba chút đi, qua đây con. Dạ. Ngồi xuống đây. Chào ba chút nghe. Dạ. À. Sao cô khóc vậy? Tôi có khóc đâu. Nhìn kìa, rớt nước mắt vậy mà kêu không khóc. Bụi bay vô mắt tôi thôi à. Tôi có thấy miếng bụi nào đâu. Tôi nói bụi là bụi. Sao mà anh... Nhìn cô buồn vậy. Bữa nay được nghỉ sớm, sao cô không đi về nhà đi? Lại ra đây. Anh đừng có nói là anh theo dõi tôi từ công ty tới đây nha. Tôi thấy cô buồn, cho nên tôi không yên tâm. Tự nhiên cô đang bình thường, sao tự nhiên buồn vậy? Chắc có lý do gì đúng không? Tôi không có lý do gì hết á. Anh đừng có nhiều chuyện. Bất cứ khi nào em cần, anh luôn sẵn lòng cho em mượn bờ vai và lắng nghe em tâm sự. Dạ con mời cô chú. Dạ mời. Con. Dạ em mời anh. Dạ con mời cô chú ạ. Dạ mời. Dạ mời anh chị ạ. Dạ. Chơi phần này rồi chị. Để chị chút chơi nha. Phần này nữa. Ba mẹ. Chú Bách nấu những món này ngon quá ha ba mẹ. Ba ăn cũng nhiều nơi lắm rồi, nhưng mà chưa có chỗ nào mà ngon như ở đây. Em à, em thấy sao? Cũng tạm thôi.
Chị đó, có bao giờ khen món nào ngon đâu. Không phải là chị không khen, mà là chị luôn nhìn vào sự thật thôi. Em đó nha, bây giờ nhìn cái gì của người ta đối với em cũng là tốt hết, đúng không? Lần này em sẽ chứng minh cho chị thấy em chọn đúng người. Chị đừng có mỉa mai em nữa. Mọi người ăn ngon nha. Dạ. Mẹ, mẹ nói vậy á, dì buồn rồi sao? Có như vậy thì mới khá được. Dì không buồn mẹ đâu, con đừng lo. Món này ngon nè. Dạ. Cho anh vô đi mà. Làm cái gì vậy hả Phương? Anh bỏ ý định theo đuổi tôi đi được không? Anh không xứng với tôi. Trái tim tôi đã có người khác rồi. Phương, em suy nghĩ lại đi. Anh có gì mà thua thằng đó chứ? Anh đừng có đem ra so sánh gì ở đây. Anh sẽ không bao giờ bị kịp với anh ấy đâu. Đừng có cố mà mơ mộng diễn trong nữa. Phương. Năm đó em nói anh không xứng, nhưng bây giờ anh xứng đáng với em hơn bất kỳ ai khác. Em cứ chờ xem. À, chúc quý khách ngon miệng. Sao mình nhìn thấy ông ta quen quen? Là ai vậy ta? Anh, sao tự nhiên em đứng đây? Em kiếm anh muốn chết luôn đó. À, có gì không em? Khách VIP tới rồi, vô phụ em lẹ lên. Ủa ba mẹ, tí nữa mình ăn xong mình đi đâu vậy? Hôm nay là ngày đặc biệt, ba sẽ dẫn cả nhà mình đi đi mua sắm, con chịu không? Vậy ăn xong rồi mình đi liền nha. Yeah. Hôm nay ba sẽ cho con mua sắm thoải mái luôn. Cảm ơn ba trước nha. Con đó nha, nghe nói đi mua sắm là cười tít mắt lên. Ủa thì mẹ cũng vậy mà. Tôi về tới nhà rồi, anh cũng về đi. Tôi muốn ở lại đây thêm chút nữa. Anh không nghỉ ngơi rồi không để cho ai nghỉ ngơi hết hả? Vậy thôi được rồi, tôi về trước nha. Tôi về nha. Alo em nghe nè. Ba anh muốn gặp em ngay bây giờ. Anh nói cái gì vậy? Chú đã về Việt Nam đâu mà lại muốn gặp em chứ? Ba đã về Việt Nam rồi, đang ở nhà đó, em tới liền đi. Nhưng mà không biết có chuyện gì mà chú về Việt Nam đột ngột vậy? Sao chú về đột ngột mà không thông báo gì hết vậy? Buộc cái gì quan trọng hả? Anh cũng không nghe ba nói gì cả.
Tụi mình cứ vào trong đi, để xem bà nói gì. Sao bọn họ lại cung kính với Quỳnh như vậy? Lần trước cũng có người đàn ông cung kính với Quỳnh. Ở nhà Quỳnh lại có đồ bắn vết thương. Quỳnh là người như thế nào vậy? Không lẽ cổ là chị Đại như trong phim? Sao chú đột ngột về Việt Nam vậy chú? Hoạt động bên Campuchia đang gặp nguy hiểm, tổ chức bị đưa vào tầm ngắm, nên chú phải đi trước một bước, chuồn về đây. Không thì bị tóm cổ làm sao? Vậy là ba về Việt Nam luôn sao? Phải. Ở Việt Nam con đã gây dựng hoàn cầu khá ổn định rồi. Dạ. Ba về đây làm việc sẽ an toàn hơn. Còn con, theo dõi Phương Hòa tới đâu rồi? Dạ, con vẫn đang tiến hành điều tra. Cái gì? Vẫn đang tiến hành à? Con làm việc chậm trễ sẽ ảnh hưởng tới công việc nhiều lắm con biết không? Bắt đầu từ hôm nay, chú sẽ là người chỉ huy. Con làm việc thụ động như vậy thì làm sao sau này chú có thể giao việc trọng đại của chú cho con đây? Con... Ba ơi, thật ra là Ngọc đang điều tra một loại thuốc của ông Định Hòa đang uống. Con nghĩ là từ từ sẽ có thêm manh mối đó ba. Ba chờ 20 năm rồi, ba không thể chờ thêm được nữa. Hai đứa chuẩn bị đi, khi có lệnh làm theo ý ba. Dạ con biết rồi chú. Dạ. Nếu như không còn gì nữa, con xin phép về trước ạ. Còn con nữa, lo tập trung làm việc đi, đừng có làm những chuyện ngoài lề nữa. Thằng Đạt không có nói gì với chú cả, mà chính mắt chú thấy con tay trong tay với một thằng thanh niên nào đó. Nghe chú nói đi, thế giới của thằng đó không phù hợp với chúng ta. Tốt hơn hết con nên chấm dứt gọn gàng đi, đừng ảnh hưởng tới chúng ta và tương lai của nó nữa. Chú đã nhìn thấy mình và Nam sao? Vậy là em và thằng Nam đã tiến triển tình cảm rồi hả Ngọc? Con biết tự cân nhắc mình phải làm gì. Con xin phép chú. Đi thôi. Căn nhà đó là gì vậy? Chuyện cô bị thương, rồi nói mình không phải là người bình thường, là sao vậy? Có phải liên quan tới căn nhà đó hay không? Anh không cần biết nhiều để làm gì. Đó là nhà người quen của tôi. Chuyện hôm nay anh tuyệt đối không được để ai biết. Nếu chỉ là nhà người thân bình thường thì tại sao cô lại giữ bí mật như vậy? Anh đã biết quá nhiều rồi. Tôi cảnh cáo anh, sau này đừng đi theo tôi nữa, không thì anh sẽ chuốc họa vào thân đó. Tôi hỏi nha, cô có phải là sếp của băng đảng giang hồ hay không? Cô có nhiều thuộc hạ cúi đầu chào, rồi cô còn đánh nhau bị thương nữa. Đúng vậy, tôi có xuất thân phức tạp vậy đó. Anh nên tránh xa tôi ra để giữ mạng của mình. Kết thân với tôi sẽ bị liên lụy. Tôi với cô đã hôn nhau rồi, vậy đủ thân chưa? Tôi uống sai thì có thể nói vô tình, nhưng mà cô đang tỉnh táo mà. Nếu như cô không có ý gì với tôi, tại sao lại hôn tôi? Tôi... Tại sao cô lại từ chối tình cảm của tôi? Chỉ vì xuất thân phức tạp của cô đúng không? Nếu vậy tôi lại càng không quan tâm. Anh chỉ muốn bên cạnh của em thôi. Đúng vậy, tôi yêu anh. Nhưng anh đã biết rõ hết mọi thứ về tôi chứ? Anh còn nhớ cô bé lúc nhỏ anh từng cứu không? Anh tự trách bản thân mình là vì cứu cô bé đó
mà anh không ngăn được ba anh, khiến ba anh phải chết. Tôi chính là cô bé anh đã cứu đó. Anh có còn yêu tôi không? Dù tôi và anh có yêu nhau, nhưng có quá nhiều thứ khiến tôi và anh không thể đến với nhau được. Vậy thì chôn vùi nó đi. Anh làm gì vậy? Anh bị điên hả? Anh chỉ biết bây giờ anh không muốn đánh mất tình yêu này. Anh có sao không vậy? Rõ ràng là em có quan tâm tới anh, em có tình cảm đối với anh. Tại sao lúc nào em cũng giấu anh hết vậy? Anh buông tay tôi ra đi. Em có biết không, ngay từ đầu khi nhận lời vào công ty Phương Hòa, ngoài việc quý mến ông Hòa ra, anh còn vì em nữa. Anh thích em từ lúc đó rồi, càng lúc càng yêu, và không bao giờ muốn đánh mất em. Anh về trước nha. Ừ, anh về cẩn thận. Ừ. Anh về nha. Em quên là có ba dặn rồi sao? Em đã nói là chuyện cá nhân của em, anh đừng có xen vào mà. Đây là kết quả xét nghiệm viên thuốc mà em và anh làm đây. Nó chỉ là loại thuốc an thần bình thường, không có tác dụng gì đến việc phục hồi trí nhớ. Như vậy có nghĩa là bà Phương không muốn cho ông Hòa nhớ lại. Rốt cuộc bà ấy nghĩ ra cái trò này để làm gì? Nhớ em. Sến quá. Mặc kệ, anh không nói không được. Mai anh sẽ dẫn em đi ăn bù tiệc mừng anh vào làm ở công ty nha. Dạ ok anh, em sẽ ăn thật nhiều cho bỏ ghét, ai biểu rủ hoài. Anh không ngờ em bạo dạn như vậy. Anh thì sao? Em tưởng là anh hiền lành ít nói, ai về đâu còn chủ động hôn con gái người ta. Không sợ em đánh anh bầm dập hả? Chỉ cần được hôn em, anh ăn đòn đau sao anh cũng chấp nhận mà. Mình chính thức hẹn hò nha. Em im lặng tức là đồng ý đúng không? Con gái gì đâu kỳ vậy? Ta nói lên tiếng lòng cũng là cũng bẻ tay người ta nữa. Ấy da. Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Tại sao ông Hòa lại uống loại thuốc mà không giúp ích gì cho việc điều trị mất trí nhớ của ông ấy? Việc này chắc chỉ có bác sĩ điều trị cho ông Hòa là biết rõ nhất.
Mình thực sự quen người tên Phi Long sao? Cậu Bách, cậu chưa ngủ sao? Mấy bữa nay quán bán thế nào rồi? Dạ cũng đông khách anh. Ủa mà anh chưa ngủ sao? Cậu Bách nè, lần trước cậu nói là tôi rất là giống một người bạn của cậu tên là Phi Long. Người đó là ai vậy? Ông ấy thắc mắc về cái tên này, sẵn dịp mình kiểm chứng luôn. Phi Long là bạn thân của em. Cậu ấy rất thích đua xe, từng có tiền án tiền sự, có vợ và con gái rất là dễ thương. Vì thích đua xe nên cậu ấy có hình xăm chiếc mô tô. Hình xăm một chiếc mô tô? Ừ. Cái vị trí của hình xăm đó đâu vậy? Cậu ấy xăm ở trên vai. Anh sao vậy? Tôi xin lỗi, không hiểu sao tôi đau đầu quá. Chắc là tôi phải lên phòng nghỉ ngơi đi. Anh đi nghỉ đi, em thấy anh có vẻ hơi đau đầu đó. Phản ứng như vậy chứng tỏ ông ấy đã bị tác động về chuyện mình vừa kể. Càng lúc cách đó càng có tác dụng. Để mình làm rõ chuyện này. Những gì thuộc về tao, mày đừng hòng cướp được. Mẹ, hôm nay có chuyện gì mà con vui vẻ yêu đời quá vậy? Dạ, tại vì con có việc làm ổn định cho nên con yêu đời đó mẹ. Chứ không phải là vô công ty để ý con bé nào mới như vậy phải không? Làm gì có, có là con sẽ báo cho mẹ trước. Con đi làm nghe mẹ. Đi cẩn thận nha con. Dạ. Phải chi ngày nào nó cũng vui vẻ yêu đời như vậy thì mừng biết mấy. Chào cô chú. Dạ. Hay em tới công ty trước đi. Bữa nay anh muốn tới chỗ bác sĩ, anh có chuyện muốn hỏi anh ấy. Anh nhớ ra thêm điều gì hả? Cứ để anh đi gặp bác sĩ cái đã, rồi về anh sẽ kể cho em nghe sau. Vậy em đi với anh ha. Dạ thưa cô. Hôm nay cô có buổi họp quan trọng với đối tác. Vậy hả? Dạ. Em cứ đi lo công việc trước đi. Anh đi khám, nếu có diễn biến gì mới anh sẽ kể cho em nghe sau nha. Nhưng em không an tâm. Cậu Khang nè, có dời buổi họp được không? Đối tác họp xong với mình sẽ bay ra nước ngoài, cho nên là con sắp xếp vào sáng nay. Em có việc thì cứ đi làm đi, đâu nhất thiết phải kè kè anh như vậy. Anh có phải là con nít đâu. Nhưng mà em lo cho anh mà. Em phải đi với anh thì mới yên tâm được. Những lúc như vậy anh cần không gian riêng tư với bác sĩ. Em không cần phải mất thời gian bên cạnh anh như vậy đâu. Vừa không cần thiết mà vừa làm anh cảm thấy là em đang không tin tưởng anh. Em hiểu rồi. Em sẽ không làm phiền anh nữa. Em đi nha. Tới công ty. Dạ. Chào chú. À.
Alo, tôi nghe. Chồng tôi sắp tới phòng khám của ông đó, có chuyện gì thì báo liền cho tôi. Lần trước anh Hòa có đến tìm tôi để dò hỏi về ký ức anh ấy mới hồi phục gần đây. Không lẽ lần này anh ấy nhớ ra được điều gì sao? Lần trước là khi nào vậy? Cách đây mấy bữa à? Sao tôi không hề hay biết là anh tới? À... anh đã nói gì với ông? Anh Hòa anh kể là anh thấy di ảnh của một người đàn ông nào đó trên bàn thờ. Rồi trong đầu lại xuất hiện một người đàn ông nào nữa với gương mặt lạ. Sao giờ ông mới nói cho tôi biết chuyện này hả? Thì dữ liệu anh Hòa nhớ cũng mập mờ thôi, không có xác định được. Tôi cũng kêu anh thử tả đi, để tôi phát quà người ở trong hình, mà anh nói chỉ nhìn lướt qua nên tôi không thể nào phát quà được. Tôi cũng có dàn ảnh, khi nào nhớ rõ thì đến đây tôi sẽ phát quà lại, xem có giúp được gì không. Nhưng mà tôi chờ hôm rày rồi, không có thấy anh tới nữa, nên tôi chưa có báo với cô đó. Tôi đã dặn ông rồi, có bất cứ điều gì cũng phải báo tôi biết. Ông không nhớ hả? Dạ, tôi sơ ý quá. Từ giờ trở đi, nếu anh Hòa có bất cứ biểu hiện gì như vậy thì phải báo cho tôi biết liền, nghe chưa? Nếu không thì đừng có trách tôi. Dạ, tôi biết rồi. Mà nè, bữa hôm đó anh Hòa tới gặp ông một mình hả? Anh Hòa anh có đi với một cô gái và một cậu thanh niên nữa. Cô gái đó chắc tầm 19-20 tuổi à. Tôi nghe cô đó gọi anh Hòa là ba. Chắc là con gái của cô đó. Bé Hạnh sao? Hay là cô hỏi lại con gái của cô coi thử. Có thể cô sẽ biết được là tại sao anh Hòa lại nhớ những thông tin đó. Được rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý. Còn ông, lát nữa anh Hòa tới, dù cho anh có nhớ ra điều gì cũng phải báo cho tôi biết, nghe chưa? Dạ, tôi biết rồi. Trước giờ ông vẫn biết cách khiến cho anh Hòa không thể phục hồi được ký ức một cách suôn sẻ. Giờ thì ông cũng biết cách làm như thế nào rồi đúng không? Hôm đó tôi đã phân tích cho anh ấy hiểu là những gì mà anh ấy thấy chỉ là ký ức giả thôi. Có thể là do anh ấy quá mong muốn sớm hồi phục lại ký ức. Còn thuốc thì tôi vẫn kê đều đặn cho ảnh. Được rồi, cứ tiến hành như vậy đi. Alo, con nghe nè mẹ. Con đang ở đâu vậy? Mẹ cần gặp con có chuyện gấp. Dạ, con đến công ty của mẹ luôn nè. Con đến công ty làm gì? Dạ, tại vì bạn của con làm ở công ty mình. Bạn con mới làm mấy ngày đầu nên con tới coi sao thôi à. Thôi được rồi, sẵn ở công ty, con lên phòng mẹ ngồi chờ đi. Mẹ sẽ về công ty gặp con. Dạ, vậy con lên liền. Quỷ cuộc họp đi. Dạ thưa cô, buổi họp hôm nay rất quan trọng, khó khăn lắm mới hẹn được đối tác, cần phải gặp trong hôm nay đó cô. Tôi nói quỷ là quỷ, không nghe sao? Dạ. Chạy nhanh tới công ty đi. Em, anh làm gì vậy hả? Em đã nói là anh phải cẩn thận, để người khác thấy sẽ không hay. Ủa, anh quan tâm bạn gái thôi, mắc gì phải sợ. Anh đó, mới vô công ty làm, việc cần làm của anh á là dùng tài năng để thuyết phục mọi người, chứ không phải là ba cái chuyện yêu đương này đâu. Thì anh cũng đang tập trung làm việc mà. Chuyện giữa anh và em xảy ra đột ngột quá, em cũng không biết là phải ăn nói ra sao với chị Yến cho hợp tình hợp lý nữa. Thôi được rồi, anh xin lỗi, từ bây giờ trở đi á anh sẽ nghe lời em. Thật ra không phải là em giấu chuyện của tụi mình, chỉ là chưa thích hợp để công khai thôi. Anh hiểu mà, anh sẽ chờ lúc thích hợp để nói cho Yến biết. Anh cũng không muốn Yến phải chờ đợi anh. Anh Nam. Ủa, chị Quỳnh đi làm sớm quá giờ. Chị cũng mới tới thôi à. Chị là con gái mà uống cà phê đắng vậy hả? À, tại vì chị thích vị đắng của cà phê. Thôi chị vô làm đây. Anh Nam.
Anh đi làm ở đây thấy sao? Có vui không? Em tới đây có việc hả? Em chỉ đến đây để xem anh làm gì có tốt hay không thôi. Anh làm ở đây á, ai mà ăn hiếp anh á, anh cứ nói em liền, em xử lý hết cho. Nếu có chuyện gì á, anh tự xử lý được. Em chỉ quan tâm anh thôi mà. Anh hiểu lòng tốt của em, nhưng mà em cũng đừng có thân thiết với anh quá. Mất công người ta hiểu lầm, anh vô đây là do quen biết nên mới được nâng đỡ, rồi họ có cái nhìn không tốt về anh. Anh không thích như vậy. Em xin lỗi, em không biết là làm vậy anh sẽ khó xử. Vậy thôi, em không phiền anh làm việc nữa. Nhưng mà anh phải nhớ lịch dạy học cho tụi nhỏ đó nha. Anh không có quên đâu mà. Thôi, anh phải ngoéo tay thì mới tin được. Ngoéo đi. Đây, nè Nam. Tối công ty rồi, sao không lên phòng đi? Nhân viên mới á thì cần phải nghiêm túc. Mình á không phải là cậu ấm cô chiêu, cũng không phải là ngậm thìa vàng, cho nên mình cũng sợ mất việc, cũng sợ bị đuổi lắm á. Ủa, chị đang nói em á hả? Không, chị đâu có dám nói em. Chị đang tự nhắc nhở bản thân mình cũng như là Nam thôi. Em tới đây chỉ là quan tâm anh Nam làm việc sao thôi mà. Sao thôi chị mà, hai người đừng có cãi nhau nữa. Ở đây là công ty. Cũng biết là công ty mà, sao còn nắm tay người ta vậy? Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Ủa, anh Nam, hồi nãy anh đã ngoéo tay với em rồi mà. Nắm tay gì mà nắm tay, đó là chuyện riêng của em. Nè, chuyện anh hứa nhất định anh sẽ làm. Làm gì mà làm, kệ em. Hạnh. Dạ, thưa sếp. Dạ, chào chủ tịch. Thưa mẹ. Sao chưa lên phòng của mẹ nữa? Dạ, con. Anh Nam ơi, mình nói chuyện sao nha. Không có gặp gì hết trơn á. Tôi lên làm đây. Còn ông nữa, thấy con gái chủ tịch hả, đeo bám ông như vậy, ông không từ chối gì hết trơn á, lỡ mọi người thấy rồi làm sao? Tôi biết tôi phải làm những gì mà. Người bạn mà con nói là Duy Nam sao? Dạ đúng rồi mẹ. Con thấy anh rất là tài. Sau này có gì mẹ chiếu cố bạn con nha. Con thích cậu ta hả? Con không có. Xưa nay mẹ luôn công bằng trong công việc, sẽ không có bất kỳ sự ưu tiên nào. Nếu như cậu ta không đủ giỏi thì sẽ bị đào thải. Còn con, đừng tới công ty để làm mấy trò khó coi như vậy. Thiên kim tiểu thư như con thì cần phải giữ giá của mình chứ. Đàn ông không có gì như thằng Nam thì không tương xứng với con. Con không nên mất thời gian với cậu ta làm gì. Con thì cảm thấy anh Nam rất là tốt, lại còn giỏi nữa. Con tin là anh ấy sẽ có tương lai tươi sáng. Có khi sau này còn có sự nghiệp riêng như là dì Thành với là chú Bách nữa đó mẹ. Con lại so sánh với chú Bách hả? Lo mà học hành đi, đừng có bắt chước lựa chọn sai lầm như dì của con. Mẹ, mẹ cảnh cáo con đó. Tốt nhất là tránh xa thằng Nam ra. Thôi con về. Ai cho con về? Mẹ gọi con ở lại là có chuyện muốn nói với con. Hôm ba con bị chụp thuốc mê ngất xỉu, rốt cuộc đã có chuyện gì với ba con? Ba con đã gặp những ai? Sao mẹ lại hỏi chuyện này? Con tưởng nó đã xong rồi chứ. Mẹ cần biết cặn kẽ để chữa trị căn bệnh mất trí của ba con. Con biết được những gì thì nói cho mẹ nghe, càng chi tiết càng tốt. Dạ, thật ra là hôm đó ba con đi. Đàn ông chưa có gì như thằng Nam, không xứng với con. Con cũng không nên mất thời gian với cậu ta làm gì. Nếu như mình nói ra sự thật là ba đến tận nhà anh Nam mời ảnh đi làm rồi gặp nạn, rồi còn bị lên cơn đau đầu ở nhà ảnh, chắc mẹ sẽ càng thêm ác cảm với anh Nam. Sao không trả lời mẹ? Dạ, thật ra hôm đó con không biết ba đi đâu và gặp ai nữa. Lúc đó con đang đi cùng với bạn, thấy ba bị ngất ở ngoài đường, rồi ba nói ba bị đau đầu nữa, cho nên con đã đưa ba tới phòng khám. Nhìn thẳng vào mắt mẹ mà trả lời. Thật vậy sao? Dạ, con nói hoàn toàn là sự thật. Người bạn đi cùng con là ai? Như thế nào? Bạn con tên là Đạt. Mẹ tạm tin con. Nếu mà mẹ biết được con che giấu điều gì, mẹ không tha cho con đâu. Mẹ, con đâu có dám giấu mẹ chuyện gì đâu. Thôi, về đi. Sau này con hạn chế lên công ty. Mẹ không muốn mọi người dị nghị về con. Dạ con biết rồi. Thôi mẹ con về. Nó
Nó cứ mở miệng là khen thằng Nam, rồi còn muốn mình nâng đỡ nữa. Thằng đó có gì mà con si mê tới vậy hả Hạnh? Thật sự là tôi không biết mình giống người tên Phi Long đó đến mức nào, mà lại có người khác nhìn nhầm tôi là Phi Long. Mà trên đời này, ngoài mặt mũi giống nhau ra, lại có hình xăm giống nhau nữa sao? Ủa? Hình xăm giống nhau là sao? Người đàn ông Phi Long đó cũng có hình xăm mô tô giống tôi. Ai là người nói cho anh biết là anh giống Phi Long? Người đó chính là... Không được, Phương có thành kiến với Bách. Giờ mà biết Bách nhắc những chuyện này với mình, chỉ tạo thêm rắc rối thôi. Với lại, mấy lần mình điều trị, dù Phương không đi cùng, nhưng bà ấy lại nắm rõ tình hình điều trị của mình. Chắc chắn bác sĩ luôn kể hết cho bà ấy nghe. Nè, anh Hòa, anh có nghe tôi hỏi gì không? Thực ra thì đó chỉ là một người lạ qua đường thôi. Thực sự tôi cũng không biết anh ta là ai. Nhưng mà nghe cách gọi thì người tên Phi Long đó có vẻ là bạn thân của anh ta thì phải. Vậy là chắc người đó nhầm thôi. Vì nếu anh đúng là anh Long á, thì người đó phải tay bắt mặt mừng, rồi hàn huyên chuyện cũ với anh. Còn đằng này thì lại kiểu là hỏi thăm dè dặt, chứng tỏ là người đó cũng không chắc lắm. Vậy sao? Thì anh cũng biết đó, trên đời này người giống người là chuyện bình thường thôi. Còn cái chuyện hình xăm có thể là trùng hợp thôi. Vì đây là hình xăm một chiếc xe mô tô mà. Những ai mà thích đua xe tốc độ thì đều có thể xăm chiếc mô tô trên người. Tính ra tôi thấy cũng khá là phổ biến mà, đâu có đến nỗi mà độc nhất vô nhị chỉ có một người có đâu. Bác sĩ nói cũng có lý. Khi nghe nhắc tới tên Long, anh có gợi nhớ được điều gì không? Tôi không nhớ được thêm điều gì nữa. Rốt cuộc giữa tôi và người đó có mối quan hệ gì? Tôi chỉ biết là mình có ấn tượng khi nói về người đàn ông tên Phi Long này. Tôi thấy anh đừng có ép bản thân mình quá. Lần sau nếu anh gặp lại người đó thì anh phải nên hỏi kỹ càng lại thông tin người đó. Biết đâu là anh sẽ nhớ thêm được điều gì đó thì sao? Tôi biết rồi. Anh nên bình tĩnh nè, đừng có cố gắng nhớ lại quá mức như vậy. Nếu không là sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của anh đó. Giờ tôi sẽ kê thuốc cho anh nha. Trời ơi, sao gọi hoài mất máy vậy trời? Cái ông Đăng này thiệt tình. Tôi thiệt là khổ tâm với ông luôn á. Đã có công việc tốt đến như vậy rồi mà cũng không chịu làm. Có gì không Yến? Đăng mấy bữa nay nghỉ làm hoài à. Có khi nào ông Đăng ông xin nghỉ mà Yến không nhớ không? Có bao giờ xin đâu mà nhớ chứ không nhớ. Chuyện này mà lọt tới tai tổng giám đốc là không hay cho Đăng rồi. Hôm nay không đi làm chắc làm biến rồi trốn luôn rồi chứ gì. Cái ông này. Tôi lên trước nha Yến. Thiệt tình. Tức thiệt chứ. Đúng là đáng ghét. Bữa nay Đăng không đi làm hả? Duy Nam đừng có hiểu lầm nha. Thực ra thì Yến cứ sợ Đăng nghỉ làm hoài á, rồi cứ đi cờ bạc nợ nần chồng chất để làm gánh nặng cho Nam nữa. Yến làm cái gì phải luống cuống giải thích vậy? Bây giờ vô công ty làm chung, việc ai nấy làm, miễn sao Đăng được quá đáng là tôi không nghĩ gì đâu. Có thiệt là không nghĩ gì không? Thiệt. Chứ Yến muốn tôi nghĩ gì? Vậy là tốt rồi. Nam có rảnh không? Đi ăn trưa với Yến nha. Bữa khác nha. Bữa nay tôi có hẹn rồi. Dạ chào chủ tịch. Giờ này con vẫn còn làm việc sao? Có chuyện gì mà đích thân chủ tịch tới đây vậy? Công việc của cậu sao rồi? Có gặp khó khăn gì nhiều không? Lúc đầu tôi cũng có chút khó khăn khi hòa nhập đồng nghiệp mới. Nhưng trải qua mấy ngày ở đây, tôi thấy đồng nghiệp rất là thân thiện. Với lại tổng giám đốc cũng cho phép tôi được tự do sáng tạo. Chính vì vậy năng lực của tôi cũng được thể hiện. Tuy là cậu được tổng giám đốc coi trọng, nhưng dù sao cũng là nhân viên mới. Cậu làm không tốt
thì vẫn có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Cậu đừng nghĩ là quen biết được người này người kia lại tự mãn. Tôi tự mãn sao? Cậu chỉ cần làm tốt công việc của mình, đừng để ảnh hưởng tới chuyện học của con gái tôi là được rồi. Chủ tịch hiểu lầm rồi. Tôi và Hạnh không có gì hết. Với lại chủ tịch an tâm đi, tôi biết cách cư xử mà. Hy vọng cậu nói được làm được. Sao vậy? Món ăn không hợp khẩu vị em hả? Anh làm vậy mà không sợ chị Yến bị tổn thương hả? Nếu như không phải em cản, kêu anh khoan hãy nói với Yến, thì lúc nãy anh đã nói rõ ràng với Yến rồi. Trước hay sau gì Yến cũng phải biết. Chi bằng rõ ràng một lần để tránh Yến hiểu lầm, rồi tổn thương sâu sắc hơn. Còn cả Hạnh nữa, chủ tịch sáng nay cũng nói với anh, nói anh tránh xa Hạnh. Có vẻ chủ tịch cũng đang hiểu lầm anh với Hạnh. Tính ra anh cũng có số đào hoa ghê ha. Quá trời của theo luôn. Nè, em đừng châm dầu vô lửa có được không? Bộ anh chưa đủ khổ sở hay sao? Anh không muốn làm tổn thương bất kỳ ai hết, nên anh phải đi giải thích từng người nè. Em chỉ nói sự thật thôi mà. Chấp nhận yêu anh á, là em phải thuyết phục bản thân của mình không được ghen tuông. Anh chỉ cần sự quan tâm, yêu thương của cô gái anh thích thôi, chứ những người khác anh không quan trọng. Anh đừng quên buổi dạy dỗ hôm nay cho đám nhỏ nha. Nhìn sắc mặt của anh kiểu này, chắc là một trong hai cô vừa nhắc đúng không? Hạnh, anh cứ hứa với Hạnh dạy dỗ cho mấy đứa nhỏ. Bây giờ cổ nhắn tin nhắc anh tới. À, hay là em đi cùng với anh nha. Thôi, em nghĩ không nên đâu. Sợ em lại phải chạm mặt Hạnh. Chính vì có Hạnh nên anh càng muốn em đi cùng. Anh với em chính thức hẹn hò nhau rồi. Thật sự anh muốn rõ ràng trong mối quan hệ với những cô gái khác. Nhưng mà em nghĩ chưa phải lúc công khai. Mình càng chần chừ chỉ càng làm cho họ tổn thương khi biết sự thật thôi. Em sẽ nghe theo anh. Yên tâm đi, cứ để anh xử lý. Em ăn đi. Ủa, chị ơi, sao giờ này mình còn chưa học vẽ nữa? Em còn phải đi đánh giày. Tụi em ráng chờ chút xíu đi, tại vì anh Nam cũng gần tới rồi. Nha. Dạ. Dạ. Anh tới rồi đây. Dạ, anh Nam tới rồi. Anh Nam. Em chào anh Nam. Chào anh mấy Nam. Em. Hôm nay anh Nam có quà cho mấy đứa đây. Dạ, anh cảm ơn anh. Em cảm ơn anh Nam. Đây nè, tặng cho em hết luôn. Nhớ cầm về nha. Dạ. Các em ngoan lắm. Nè, nghe anh nói nè, từ giờ chắc anh sẽ không dạy cho tụi em được nữa. Tại vì anh Nam đã đi làm rồi, anh không có nhiều thời gian. Nhưng mà tụi em không có được buồn nghe chưa? Nếu như đứa nào thích vẽ, cứ tới nhà anh sẽ chỉ cho. Anh Nam là thương tụi em nhất. Chắc em nhớ Nam lắm. Anh cũng nhớ mấy đứa lắm. Nhưng mà không sao, tụi mình còn gặp nhau nữa mà. Đâu phải là anh đi luôn đâu. Dạ. Bây giờ cũng trễ rồi, mấy đứa còn phải về để đi bán đúng không? Rồi, mua chạy về cẩn thận nha. Gom đồ. Thôi đi về. Thôi về, còn đi bán nữa. Em chào chị. Em chào chị. Tụi em về nha. Anh Nam, sao lại làm vậy? Bộ anh không muốn dạy dỗ cho tụi nhỏ nữa hả? Anh nỡ lòng nào dập tắt niềm đam mê và thú vui của tụi nhỏ? Ủa, sao có hai đứa vậy? Mấy bạn khác đâu rồi? Dạ, anh Bảo đi bán vé số rồi. Bạn Hải thì ba mẹ không cho đi nữa. Mà chắc sau này tụi em không ra học vẽ nữa đâu. Ủa, sao vậy? Tụi em thích học mấy cái khác hơn. Em học vẽ hoài cũng chán lắm chị. Tại chị hứa cho em kẹo, quần áo, sách vở nên em mới tới thôi. Chị hiểu hoàn cảnh của tụi em, nhưng mà mấy đứa ráng theo anh Nam học vẽ đi, vì tương lai của tụi em
và vì ước mơ của tụi em nữa. Đây cũng là một môn học bổ ích cho tụi em mà. Hả? Nhưng mà ước mơ của tụi em không phải là học vẽ. Ừ, chị biết rồi. Bây giờ nếu mà tụi em chịu tới học á, là chị hứa là chị sẽ đem thật là nhiều bánh kẹo, thật là nhiều đồ dùng và thật là nhiều đồ chơi nữa, được không? Dạ. Nè, tụi em cứ lấy hết đi. Và hứa với chị nha. Dạ. Từ lâu anh đã biết em cố ý sắp xếp cho mấy đứa nhỏ để tạo ra lớp học này, chỉ để đến gặp anh. Em không cần phải làm như vậy đâu. Anh rất quý em và những việc tốt mà em đã làm. Nhưng sau này em không cần gượng ép bản thân hay là dùng đám trẻ để tạo ra lớp học này. Em muốn gặp anh nên em mới làm vậy. Em không nghĩ được chuyện gì khác nữa. Anh xin lỗi, anh đã có người trong lòng rồi. Anh xin giới thiệu với em, Quỳnh chính là bạn gái của anh. Hai người từ khi nào vậy? Chỉ mới hẹn hò gần đây thôi. Và Quỳnh cũng chính là lý do khiến anh vào công ty Phương Hoa làm việc. Em chúc mừng anh chị. Em xin phép. Chắc là Hạnh đau lòng lắm. Anh làm vậy có phải quá tàn nhẫn không? Dù sao thì Hạnh cũng thực lòng quan tâm tới anh mà. Cô ấy cũng là một cô gái tốt. Anh làm tổn thương cổ như vậy. Anh cũng không muốn làm cho Hạnh buồn. Nhưng thà là nói sớm, dừng lại khi mọi chuyện chưa lún quá sâu. Như vậy mới dễ vượt qua được chuyện này. Cùng là con gái, em hiểu là Hạnh đang buồn như thế nào. Như em nói đó, Hạnh là một cô gái tốt. Chắc chắn sẽ kiếm được một chàng trai tốt, thật lòng yêu thương cổ. Anh không muốn vì chuyện này mà khiến cho bà Phương hiểu lầm. Với lại anh không muốn em phải buồn lòng. Bữa nay mình tận hưởng một buổi hẹn hò đúng nghĩa được không? Anh tính làm gì? Đi theo anh rồi biết. Đi. Không khí ở đây thích ghê. Yên bình quá anh ha. Đúng vậy, thật là yên bình. Em ước gì sau này cuộc sống của tụi mình cũng thật nhẹ nhàng. Bình yên như vậy thì tốt biết mấy. Anh cũng nghĩ vậy. Anh ước mơ có một cuộc sống thật yên bình, êm đềm như vậy thôi. Cảm ơn anh nhiều nha. Ngày hôm nay em rất vui và thoải mái luôn á. Anh thật sự rất hạnh phúc vì em là người yêu của anh. Anh về đi. Sao tự nhiên hôm nay thời gian trôi qua nhanh quá. Anh biết chắc là về tới nhà lại nhớ tới em cho coi. Thì anh cứ về nhà đi, xong rồi em sẽ chụp hình gửi cho anh. Lúc nào mà nhớ em á, anh chỉ việc lấy hình ra rồi nhìn thôi. Nói nghe dễ quá ha. Nếu như vậy á, là sẽ không có những cặp tình nhân rơi vào những trường hợp tương tư mất ăn mất ngủ nhiều như vậy đâu. Vậy giờ sao mới chịu về? Hôn đi. Mình đang ở ngoài đường á. Không hôn là anh không về. Chúc em ngủ ngon. Anh về cũng ngủ ngon nha.
Ủa, là anh hả? Lần cuối cùng tao cảnh cáo mày, khôn hồn thì mau tránh xa cổ ra, nếu không mày đừng có trách tao. Nhưng mà tôi với cổ yêu nhau thật lòng, tại sao phải tránh xa? Mày thử lòng kiên nhẫn của tao hả? Trời ơi, cậu kia, cậu buông ra. Cậu làm cái gì con tôi vậy? Mày nhớ kỹ những gì tao nói đó. Con ơi, con có sao không vậy? Dạ con không sao. Mà người đó là ai? Sao lại đánh con? Chỉ là hiểu lầm thôi mẹ, không sao đâu. Thôi thôi, vô nhà đi con. Dạ. Nhìn cách anh ta đối xử với Quỳnh như vậy, không đơn thuần chỉ là anh kết nghĩa thanh mai trúc mã như lời Quỳnh nói. Mình phải hỏi Quỳnh chuyện này. Tôi tới rồi nè. Cô đang ở đâu vậy? Tôi không có thời gian chơi trò trốn tìm với cô đâu. Cô đang ở đâu vậy? Cô là ai vậy? Cô buông dao xuống đi. Cô là ai? Tại sao cô lại có máy tấm hình này? Ông không cần biết tôi là ai, chỉ cần ông xác nhận chuyện này cho tôi. Rốt cuộc ông ấy bị mất trí nhớ đã lâu, chữa trị ở chỗ ông cũng đã lâu, nhưng tại sao không nhớ được gì hết? Cô là gì của ông Hòa vậy? Đừng hỏi những câu vô nghĩa đó nữa. Tới bây giờ mà ông vẫn còn muốn che giấu hả? Tôi thừa biết thuốc này không phải là thuốc phục hồi trí nhớ. Nói. Cô bỏ dao xuống đi. Ai sai ông làm chuyện này? Nếu ông không nói ra thì vợ ông, con ông, cha mẹ của ông đều sẽ thấy tấm hình này. Cô nhân tình của ông cũng xinh xắn đó chứ. Tôi xin cô đó, gia đình đối với tôi rất là quan trọng. Chuyện của tôi cần biết cũng rất quan trọng. Nói. Nếu ông không nói, tôi lập tức gọi cho vợ ông. Thôi được rồi, tôi sẽ nói. Tôi làm chuyện này theo lệnh của bà Ái Phương, là vợ của ông Hòa. Tôi không biết là tại sao bà ta lại tìm mọi cách ngăn cản việc hồi phục ký ức của ông Hòa nữa. Tôi chỉ làm theo lệnh của bà Ái Phương thôi. Tôi không biết gì hết. Cô bỏ dao xuống đi. Quá khứ của ông ấy, ông biết được bao nhiêu? Tôi chỉ biết là ông ấy mất ký ức cách đây 20 năm. Do ông ấy khát khao tìm lại ký ức của mình, nên bà Phương mới đưa đến chỗ của tôi điều trị. Nhưng mà có một điều lạ là bà Phương tìm mọi cách để ngăn cản ông ấy nhớ lại quá khứ. Tôi cũng có hỏi, nhưng mà bà Phương không chịu nói. Lúc đó vì tôi kẹt tiền để mở phòng mạch, nên tôi đã nhắm mắt làm liều. Ai ngờ bị bà ta nắm điểm yếu uy hiếp tôi. Bây giờ tôi lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi. Cô buông dao xuống đi. Gần đây tại sao ông ta lại tới tìm ông? Vì ông ta mới nhớ lại những thông tin mới. Ông ta nhớ là ông ta đã giằng co với một người đàn ông trong đám cháy. Rồi còn có người nhận ông ta là Phi Long nữa, cũng như là chuyện hình xăm. Tôi cũng đã báo cáo cho bà Phương biết hết rồi, nhưng mà tôi không hiểu tại sao bà ta lại bắt tôi phải xua tan tất cả những suy nghĩ trong đầu của ông Hoàng. Nên cuối cùng tôi phải tăng liều thuốc lên. Cô bỏ dao xuống đi. Phi Long, hình xăm. Tôi thề với cô là tôi chỉ biết nhiêu đó thôi à. Tôi xin cô đó, cô xóa mấy tấm hình đó đi. Tôi còn con nhỏ, còn mẹ già ở nhà nữa. Yêu gia đình như vậy mà cũng ngoại tình nữa hả? Thì đàn ông mà cô, cũng có lúc tôi lạc lối. Nhưng mà dù tôi có đi đâu, tôi cũng quay về gia đình tôi hết. Cô tha cho tôi đi. Lần này tôi tha cho ông, nhưng chuyện hôm nay tuyệt đối không được để cho người thứ ba biết, nhất là bà Phương. Tôi thề với cô là tôi sẽ không bao giờ nói cho ai biết hết. Đến chết tôi cũng sẽ không nói cho ai biết đâu. Cảm ơn cô. Ông ấy đã nhớ mình là Phi Long rồi sao?
nằm ngủ nữa. Trời, dễ sợ luôn à. Tỉnh chưa? Dì Yến đang ngủ mà. Giờ này là giờ đi làm rồi, đang ngứa. Dậy coi. Đang ngủ rồi. Tôi hỏi có dậy không? Trời ơi, sao mà ngủ hoài vậy? Sao mà lì quá vậy hả? Hay. Lẹ lên, thay đồ đi làm nhanh lên. Trời đất ơi, kêu vô thay đồ mà còn ngồi đó nữa hả? Không sợ tới công ty bị sa thải hả? Tôi là người quen chủ tịch đó, ai dám sa thải tôi? Cho dù người quen hay là con của chủ tịch đi chăng nữa, và nếu ông không đáp ứng được yêu cầu công việc thì ông cũng bị sa thải như bình thường thôi. Người ta khác tôi khác. Sao khác? Chủ tịch á là chị em kết nghĩa với ba tôi. Quan trọng nhất á là bà ta có mặt trong vụ cướp tiệm vàng năm đó. Chính bà ta làm cho gia đình tôi ra nông nổi như vậy nè. Cho nên bà ta không dám đuổi tôi đâu. Bởi vì bà ta phải có trách nhiệm, phải có cái nghĩa vụ lo lắng, đền bù những cái mà tôi đã trải qua. Đi làm đi, làm đi, làm đi. Nè, cái gì hả? Đang nói lại coi. Chủ tịch có liên quan đến vụ cướp tiệm vàng năm đó hả? Thậm chí là người chứng kiến nữa kìa. Chết rồi. Nếu vậy thì Nam là con chú Hải, chủ tịch biết chưa? Trời ơi, có khi nào biết được rồi đuổi Nam ra khỏi công ty không hả? Sao? Lo cho nó hả? Trời ơi, nói nhanh dùm cái đi. Mới sáng sớm, tôi không cần thiết phải trả lời những câu hỏi này của Yến. Đăng à, tôi biết là ông rất là ghét Duy Nam, nhưng mà ông cũng biết rồi đó, Nam cũng chỉ là nạn nhân thôi mà, đúng không? Nè, tôi nghe nhàm cái điệp khúc này lắm rồi, đừng có nhắc đi nhắc lại nữa được không? Thật ra thì tôi rất vui khi ông đi làm với tôi á, nhưng mà tôi không muốn ông dùng vụ này để ảnh hưởng đến Nam. Vậy cho nên nè, ban đầu á tôi tới công ty làm á, tôi không nghĩ đến chuyện này. Cảm ơn Yến nha, nhờ Yến nhắc mà tôi mới nhớ nè. Kể từ ngày hôm nay, tôi cần phải làm cho hắn không có chỗ dung thân trong công ty luôn. Thôi, đừng vậy, đừng vậy. Coi như tôi chưa nói gì hết với ông nha. Ông quên hết đi. Tôi sáng nay tôi chỉ tới đây kêu ông đi làm. Tôi cảm thấy ông với tôi là đồng nghiệp từ lâu lắm rồi. Tôi muốn ông đi lên công ty với tôi. Ông với tôi làm chung công ty á, tôi rất là vui về điều đó. Vậy bây giờ tôi lên công ty chờ ông nha. Ông cứ từ từ thoải mái nghe. Nhớ đừng có nói gì hết á, đừng có nói gì hết. Đi cho bầu trời trong xanh. Tôi đi liền, tôi chờ ông ở công ty nha. Yến tưởng tôi chưa nghĩ ra chuyện đó hả? Nhưng mà đủ việc thì đơn giản cho nó quá. Nghĩ chỗ này nó sẽ làm chỗ khác. Chỉ có làm cùng một chỗ với tôi thì tôi mới có nhiều cơ hội để hành hạ nó. Đó chính là lý do vì sao tôi không nói bà Phương biết về thằng Nam đó Yến ơi. Em đã nói là anh đi trước đi rồi mà. Anh không thích. Anh Nam. Ừ? Ủa, hai người đi làm chung hả? Không. Mua nước chung một chỗ hả? Cái này tôi mua cho tôi. Rồi nghĩ đến Quỳnh cũng thích, cho nên tôi mua giùm thôi. Đúng rồi, ly này nhiêu tiền vậy? Anh nói đi, chút tôi đưa tiền cho. Hai người sao á? Chào mọi người. Sếp. Dạ chào chủ tịch. Dạ chào chủ tịch, chào tổng giám đốc. Thoát được một lần là may mắn, thoát được lần hai thì là lỗi của tôi rồi. Tôi sẽ có cách vạch trần thân phận của cô trước khi xử lý cô. Bí mật mà bà đang che giấu, tôi sẽ tìm mọi cách phơi bày nó ra ánh sáng. Dạ chủ tịch, tổng giám đốc, hôm nay hai người có cuộc họp quan trọng với đối tác ở phòng 11. Của gì? Cái mặt như vậy là muốn trù quán gì hả? Có chuyện gì mà khiến cho cháu tôi yểu xìu vậy? Hay là con thất tình hả? Không có. Ủa, gì? Gì?
có. Ủa là có hay là không có? Con nói có mà. Nói gì nghe coi, chuyện gì? Con, Hạnh. Con bình tĩnh, quán gì có khách, nghe chưa? Sao, chuyện sao, nói gì nghe. Con chưa tỏ tình nữa, mà con đã thất bại rồi. Hôm qua, anh Nam anh còn giới thiệu người yêu của anh cho con nữa đó gì. Trời ơi, tưởng chuyện gì, mới có người yêu thôi mà. Con thích thì con cứ giành lấy, chưa cưới là còn cơ hội, 30 chưa phải là Tết. Nhưng mà, con không muốn làm người thứ ba đâu. Nhiều người cũng có quan điểm như con, không muốn làm người thứ ba trong một cuộc tình. Nhưng mà cuối cùng vì yêu quá rồi làm người thứ ba nào không hay. Bởi vậy, thay vì mình bị động thì mình chủ động đi. Con yêu thằng Nam thật lòng thì cứ kéo thằng Nam về phía mình. Đôi khi trong tình yêu mình phải tranh giành, hiểu không? Dạ. Dạ thưa cô, sau cuộc họp lúc 10 giờ thì 11 giờ cô có chuyến đi khảo sát cho dự án đấu thầu sắp tới. Tôi biết rồi. Dạ, con ra ngoài làm việc. Ừ. Dạ, phiền chủ tịch ký duyệt hồ sơ dự án mà tổng giám đốc sắp thực hiện. Ừ. Dạ sếp, tôi có món quà của người quen nước ngoài gửi tặng, là hộp sô-cô-la. Đây là chút lòng thành, tôi hy vọng chủ tịch chấp nhận. Nếu như bà ta chính là người gửi nó hàng năm cho mình thì chắc chắn bà ta sẽ nhận ra nó. Thái độ dửng dưng của bà ấy là sao? Đây. Dạ. Còn gì nữa hả? À, dạ không thưa chủ tịch. Hộp sô-cô-la này... À, dù sao cũng cảm ơn cô. Tôi không thích sô-cô-la lắm. Dạ, vậy thì lần tới tôi sẽ tặng cho chủ tịch món khác. Không cần đâu. Chỉ cần cô lo công việc cho tốt, hãy trân trọng những gì mà tổng giám đốc đã giao cho cô. Không phải ai cũng được tổng giám đốc ưu ái như vậy đâu. Dạ, lúc nào tôi cũng cố gắng hết sức để không phụ lòng tổng giám đốc. Từ khi cô xuất hiện, anh Hòa liên tục nhớ lại ký ức quá khứ. Chừng anh nhớ lại người đàn ông giằng co trong đám cháy, rồi chuyện có người dò hỏi tên Phi Long. Tất cả đều do cô làm phải không? Dạ, nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép. Ừ. À khoan, trong lý lịch của cô có ghi người thân của cô ở nước ngoài là ở Cam đúng không? Dạ, người thân đó là họ hàng bên nhà nội. Đã lâu tôi không gặp nhưng mà vẫn giữ liên lạc. Có gì không ạ? À, anh Hòa từng nói ảnh xem cô như là con gái. Vậy cô có xem anh ấy là ba cô không? Dạ, tôi thực sự rất hạnh phúc khi được tổng giám đốc yêu thương như vậy. Anh còn nói là cô thường nhắc tới cái tên Bảo Ngọc. Người đó là ai vậy? Mà sao cô lại nhắc cái tên đó trước mặt ảnh? À... Người tên Bảo Ngọc đó có mối quan hệ gì với cô hả? Chuyện gì? Dạ thưa chủ tịch, tổng giám đốc và cậu Đăng đang cãi nhau ở bên ngoài. Sao lại xảy ra chuyện đó? Tôi tới liền. Hú hồn, bà ta mà hỏi tiếp mình không biết phải giải thích sao luôn. Tôi nói đúng mà. Cậu biết gì về chuyên môn mà dám chê cái bản thiết kế của nhân viên tôi là dở tệ? Thì tôi chỉ đánh giá dưới con mắt của khách hàng thôi. Tôi là quản lý nhân sự, tôi cũng phải biết nhân viên làm cái gì, công việc ra sao phải báo cáo chủ tịch nữa chứ. Nhưng mà Duy Nam là nhân viên của tôi, chỉ có tôi mới có quyền kêu cậu ta chỉnh sửa chỗ này hoặc là chỉnh sửa chỗ kia. Không phải lần trước tôi đã nói rõ ràng với cậu rồi sao? Không được đụng tới nhân viên của tôi. Dạ thưa tổng giám đốc, tôi không sao. Còn cậu nữa, tại sao cậu để cho một người không có chuyên môn gì hết chỉnh sửa, góp ý trong cái bản vẽ của cậu? Tôi sẽ lập tức sa thải cậu. Sa thải hả?
Cậu nhanh chóng gom đồ đạc ra khỏi công ty. Ông không phải là sếp lớn nhất ở đây, không có quyền sa thải tôi không có sợ ông đâu. Với lại á, ông còn mang nợ ân tình với gia đình tôi, phải nhún nhường tôi nữa kìa. Đăng, nhà tôi nợ cậu cái gì? Hỏi bãi đi rồi biết. Chuyện gì vậy anh? Em kiếm đâu ra một cậu nhân viên vừa ngang tàn vừa sức sượt như vậy? Cậu ta lấy quyền hạn gì mà góp ý với nhân viên của anh? Em sẽ giải thích với anh sao. Khang, đưa cậu ta về phòng làm việc đi. Dạ. Không, tôi phải ở đây, phải làm rõ chuyện này mới đi được. Nếu con thấy bất công thì dì cũng phải làm rõ mọi chuyện mới lấy lại được công đạo cho con. Hiện giờ con đã mất bình tĩnh thì làm sao dì phân xử được? Thì nói chuyện như vậy còn nghe được, chứ không phải như ông tổng giám đốc này. Họ lấy cái quyền hạn ra sa thải, chắc thằng này sợ à. Thôi, con tạm lánh mặt đi, dì sẽ nói chuyện với con sau. Đưa cậu ấy đi đi. Dạ. Chuyện mà Đăng vừa mới nói là sao? Nhà mình nợ cậu ta cái gì? Anh về phòng đi, em sẽ nói rõ mọi chuyện cho anh nghe. Đăng chính là con của một người quen mà gia đình nó đã mất hết rồi. Năm xưa em đã mang ơn cha mẹ cậu ấy, giờ thì em muốn báo đáp, nên muốn cho cậu ấy một công việc hữu danh vô thực ở công ty mình. Tại sao trước giờ anh chưa từng nghe em nhắc về chuyện gia đình của Đăng? Tại giờ em mới gặp lại Đăng, chứ 20 năm rồi em hoàn toàn mất liên lạc với nhà của Đăng. Dù biết là mang ơn, nhưng mà cũng có nhiều cách để đền ơn mà. Em đưa cậu ta vào công ty làm việc như vậy sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới mọi người trong công ty đó. Vào công ty làm là ý muốn của thằng Đăng. Em thấy cách đó cũng là cách để nó trưởng thành, không ăn chơi lêu lỏng nữa, nên em mới nhận lời. Nhưng mà anh yên tâm đi, với tính cách của thằng Đăng, em thấy là nó không thay đổi, nên sớm muộn gì thì nó cũng sẽ tự xin nghỉ việc vì chán. Đời cậu ta chán rồi. Tới khi nào? Em hứa cậu ta sẽ không làm gì gây hại cho các dự án bên anh cũng như là công ty. Không lẽ anh không tin em sao? Được rồi, em đã nói như vậy thì anh nghe em. Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Bây giờ em phải đi gặp cậu ta để xử lý đây. Em đi đi, nhớ cẩn thận đó nghe. Dạ. Cô vào đây gặp tôi. Dạ, sếp tìm tôi. Có chuyện này tôi muốn nhờ cô làm, nhưng mà cô hãy giữ bí mật giùm tôi, không được cho chủ tịch biết. Là chuyện gì vậy? Cô hãy đi điều tra lý lịch của Đăng rồi báo lại cho tôi biết. Tôi không biết Đăng là người như thế nào, nhưng mà vợ tôi lại muốn giấu tôi. Đăng sao? Mình có nên cho ông ấy biết rõ thông tin về Đăng không? Chuyện Đăng có một người mẹ điên loạn, suốt ngày ăn chơi cờ bạc, còn luôn chèn ép anh Nam nữa. Những chuyện này có nên nói ra không? Do nể con là con của anh Tài, chị Ngân, nên dì mới giúp đỡ. Năm đó công an cũng đã phân tích rồi, con quên rồi sao? Lúc đó dù dì có lao ra thì cũng chưa chắc cứu được cha mẹ của con, mà có khi chính dì cũng khó giữ được mạng. Cho nên suy cho cùng, dì không phải là nguyên nhân để cho con trút giận. Nếu muốn trút giận thì con hãy trút giận lên những kẻ còn sống sau vụ cướp kìa. Phi Long, Hùng Cường, gia đình Hoàng Hải, con có giỏi thì đi tìm họ đi. Thưa với dì, tôi cũng đang làm chính xác những gì mà dì đang nói đó. Là ai vậy?
Bữa nay cứ cho là mày may mắn đi. Mày chờ đó, mày không được yên với tao đâu. Còn cô nữa, đi theo nó chỉ phí cuộc đời thôi. Tới khi nào cậu mới chịu buông tha cho tôi hả Đăng? Từ trước tới giờ tôi luôn làm theo yêu cầu của cậu, như vậy vẫn chưa hài lòng cậu sao? Tao đã nói rồi, món nợ đó mày phải trả tao hết kiếp này. Chờ đó. Anh đừng có phiền lòng, mọi chuyện đều có cách giải quyết mà. Cảm ơn em. Anh cũng đã quen đối diện với những chuyện như vậy rồi, cũng không có gì buồn quá đâu. Em muốn gì anh gọi cho. Hai người đó sao thân thiết quá vậy? Bộ họ có tình cảm với nhau sao? Dạo này em có gặp anh Đạt không? Sao tự nhiên anh hỏi về ảnh vậy? Anh Đạt có tình ý với em đúng không? Tại vì nhìn cách anh ấy đối xử với em rất khác. Anh Đạt đã làm gì anh rồi phải không? Không có. Anh đừng có giấu em. Anh nghĩ là em không hiểu tính cách của anh Đạt hả? Nói cho em biết đi, anh đã làm gì anh? Đạt đã chặn đầu xe anh, rồi cảnh cáo anh không được có tình cảm với em. Chính vì vậy anh luôn thấy em và anh ấy không đơn giản chỉ là anh em. Em và anh Đạt chỉ là anh em với nhau thôi, ngoài ra không còn tình cảm gì hết đó. Ảnh là con nuôi của chú em, hai đứa em lớn lên với nhau từ nhỏ, cho nên có những thứ tình cảm không thể nói bằng lời, nhưng em đảm bảo đó không phải là tình yêu. Mà em cũng có chuyện muốn nói với anh nè. Tại sao anh cứ để Đăng làm khó dễ anh hết lần này tới lần khác vậy? Thậm chí lại bắt anh đưa tiền một cách quá đáng nữa. Thật ra anh đã từng nói với em chuyện cách đây 20 năm, ba của anh bị một người bạn tên Long rủ đi cướp tiệm vàng. Sau đó họ giết chết chủ tiệm vàng, mà người chết chính là ba của Đăng. Đó là lý do vì sao mà đêm đó anh có mặt ở đoạn đường đó để cứu em. Anh tính đến đó để ngăn cản ba anh, nhưng mà anh ấy là con của ông Hoàng Hải sao? Em sao vậy? Em không khỏe hả? Em chú có chuyện cần nói với con. Gì nữa đây? Tôi không hiểu ông luôn á. Ông vô công ty làm gì? Chủ yếu muốn làm khó dễ Nam đúng không? Tôi vô công ty làm việc, tôi đang làm đúng nhiệm vụ và chức quyền của mình. Có thực sự là đúng nhiệm vụ không? Hay là vô đây để kiếm chuyện? Muốn nghĩ sao thì tùy Yến đi. Tôi rất là thất vọng về ông luôn đó Đăng. Tôi tưởng ông đã thay đổi rồi. Ông vô đây chủ yếu ông làm việc thôi. Tôi không ngờ ông vô đây chủ yếu để hại người. Tôi làm gì Yến thất vọng? Tôi nói thẳng Yến biết luôn nè, Yến không có họ hàng hang hóc gì với tôi hết. Tôi cũng không phải là người yêu của Yến. Tôi cũng không bao giờ yêu cầu Yến phải đặt kỳ vọng vào tôi để mà Yến thất vọng, hiểu không? Thôi được rồi, không quan tâm nữa chứ gì. Từ nay trở đi á, sống chết mặc ông. Nè, Yến biết là Yến đáng thương lắm không? Trong khi tôi ra sức bảo vệ Yến thì Yến đứng ra để bảo vệ nó, còn nó thì tay trong tay vui vẻ hạnh phúc với người khác kìa. Ý ông là sao? Nó đang thích một người trong công ty. Thích ai? Người đó rất gần với nó, cũng rất gần với Yến lắm. Thường hay gọi là chị em với Yến. Ba. Chú làm gì vậy chú? Đây là cái hậu quả mà con cãi lời ba. Ba chưa cho phép con cảnh cáo nó mà, tại sao con làm vậy hả? Con nghe hết rồi đó. Chuyện nó cảnh cáo bạn con chú hoàn toàn không hề hay biết gì hết. Còn con nữa, nhiệm vụ của con là về đây tìm ba của con. Suốt ngày lo yêu đương là sao? Con vẫn đang tìm ba mà chú. Con với anh Nam chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi. Hơn nữa,
ảnh còn là ân nhân của con. Việc con với anh Nam đi chung với nhau là chuyện bình thường mà chú. Ân nhân là sao? Con đã kể cho chú chuyện đó rồi. Lúc mà ba con đi cướp tiệm vàng thì con bị kẻ xấu hãm hại. Lúc đó có một cậu bé đã cứu con, chính là anh Nam. Ngồi xuống đi. Những gì con đối xử với nó không đơn giản chỉ là ân nhân. Con khẳng định với chú, khi nào mà con tìm được ba, con sẽ cắt đứt với anh Nam. Chú tạm tin con. Chuyện Phương Hòa sao rồi? Dạ, con đã xác minh được chuyện tại sao bà Ái Phương lại che giấu quá khứ của ông Hòa. Hôm nay con đã dò hỏi bà ta. Bà ta có thái độ rất khác khi nói chuyện. Hình như bà ta cũng đã biết điều gì đó về con. Ái Phương là một người đàn bà rất thông minh. Sớm muộn gì bà ta cũng sẽ nghi ngờ con thôi. Con cần cẩn thận hơn. Theo những gì con nói chú nghe, những gì con thu thập được bao lâu nay, thì khả năng ba của con là Đình Hòa. Con cũng nghĩ là vậy. Nhưng mà khoan đã, đợi chú xác định ADN chính xác như thế nào mới dễ tính toán bước tiếp theo. Dạ, con nghe sắp xếp của chú. Con xin phép. Ba làm như vậy là muốn tốt cho con thôi. Nếu để con Ngọc nó biết, nó giận cả ba và con luôn đó. Con biết mà ba. Con yên tâm đi. Nếu có chọn cháu rể thì chỉ có con thôi. Con theo dõi nó giùm ba, đừng để nó làm hỏng kế hoạch của ba. Dạ, con biết rồi ba. Còn chuyện này nữa, ba muốn làm xét nghiệm ADN với Đình Hòa. Con giúp ba vụ này nha. Dạ, ba yên tâm.